Thông tin từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi giả soát các công trình xây dựng theo kiểu hộp ngủ trên địa bàn, đã phát hiện 2.165 hộp ngủ tại 58 công trình tiềm ẩn nguy cơ khó thoát hiểm, rủi ro về tính mạng khi xảy ra sự cố cháy nổ. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, loại hình hộp ngủ ban đầu là dịch vụ tại sân bay để khách nghỉ ngơi, làm việc trong thời gian chờ máy bay. Tuy nhiên từ năm 2021, loại hình phòng ngủ cho thuê giá rẻ này nở rộ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình này chưa có quy định về phòng cháy chữa cháy nên việc quản lý, kiểm tra còn khó khăn. Trong đó loại hình này được xây dựng nhiều nhất ở quận Gò Vấp với 15 công trình, chia thành 474 hộp ngủ. Quận Phú Nhuận có 9 ngôi nhà chia thành 335 hộp ngủ. Quận Bình Thạnh có 243 hộp ngủ xây tại 6 công trình. Phần lớn các công trình là nhà ở riêng lẻ cao tầng, được chủ phân chia ngăn vách thành các phòng, đủ để kê giường bằng gỗ, nhựa, không phát sinh việc xây dựng sửa chữa. Sở xây dựng đánh giá loại hình này có số lượng người ở tập trung đông trong không gian hẹp chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy từ đó kiến nghị chính quyền thành phố chỉ đạo các quận huyện tập trung kiểm tra xử lý để đảm bảo an toàn